Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Sửu tháng Bính Tuất. Năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày tân sửu tức chi sinh cho can, có nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, ất mùi, đinh mùi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày xỉu, lục hợp với tí, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọa, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu ất mão tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thìn đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tụng sao thìn quý tốt mọi việc sao phúc sinh tốt mọi việc sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử lại xấu sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao nguyệt hư, hay còn gọi là sao nguyệt sát, sao đối việc với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao thần cách, kỵ tế tự, sao huyền vũ, kỵ an táng, sao tứ thời đại mộ, kỵ an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ mà với bạn tuổi Tý có một ngày làm việc rất chi là bình yên, cái mối quan hệ với đồng nghiệp được hòa hợp, cái điều này khiến cho công việc của bạn tuổi Tý tí tiến triển rất chi là thuận lợi hơn hẳn so với những ngày thường. Và bạn mệnh tuổi Tý chính là người có vai trò gắn kết tập thể trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này bạn có được cơ hội thang tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt mình. Vì thế, bạn hãy tự tin, nắm bắt, đừng để lỡ mất cái cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn đang có được cái vận quý nhân phù trợ, khiến cho mọi việc với mình càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn rất là nhiều bạn tuổi tí nhá Tuy nhiên, cái vận trình của bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi tý nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn bạn đang có những cái tồn tại vài vấn đề không thể lường trước được và nếu như vợ chồng đang có cái điều gì đó không bằng lòng với nhau thì cần phải thể hiện cái quan điểm rõ ràng không nên giấu trong lòng bạn tuổi tý nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc thủy hòa hợp với đồng nghiệp tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa quý nhân xuất hiện tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nắm bắt cơ hội tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng bất hòa đoạn về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao. Con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ Màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi sửu Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tự xỉu, CM tử xỉu á, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử xỉu trong ngày này nhờ có thực thần xuất hiện cái điều này báo hiệu cho bạn tử xỉu trải qua một ngày rất chi là may mắn trên cái phương diện tài lộc đối với mình nhé. Trong ngày này, những người làm ăn kinh doanh buôn bán thì nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng và bạn có được cơ sở để mở rộng sản xuất kinh doanh nữa rồi Đoạn. Và ngày này, đối với những bạn làm ở văn phòng thì bạn có được một ngày làm việc khá chi là bình yên, tính cách của bạn ôn hòa và thân mật với mọi người. Nhờ đó mà bạn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tuy nhiên, với bạn với bạn tuổi xỉu, bạn cũng cần phải cẩn thận những kẻ giả dạ tạo xuất hiện xung quanh mình nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tự xỉu và người nhà rất chi là hài hòa. Dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không có cãi vã to tiếng, nối lời tổn thương nhau mà bình tĩnh thảo luận cùng với nhau. Nhờ thế mà mọi việc với bạn được giải quyết một cách êm ấm bạn tự xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim làm ăn phát đạt tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy mở rộng kinh doanh Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cẩn thận kẻ xấu tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng hòa hợp về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh đây là cái dấu hiệu may mắn trên cái con đường sự nghiệp của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay và với bạn tuổi dần bạn có thể nhận được cái sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên do những cái sự cố gắng và cống hiến của bạn trong suốt cái thời gian vừa qua đây là bước đệm để cho bạn bước tiếp tới cái con đường thăng tín với mình trong tương lai gần hơn nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, có nhiều việc, bạn mệnh vẫn chọn cách giữ ở trong lòng thay vì chia sẻ với người khác, bạn cần phải trò chuyện nhiều hơn để mọi người hiểu rõ thêm về bạn nữa bạn tuổi dần nhé ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cho nên với bạn tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi chuyện mà đưa ra những cái quyết định độc đoán không quan tâm đến cảm xúc của người ta bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa có cơ hội thăng tín tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cởi mở hơn tử vi tuổi canh dần thuộc mộc lắng nghe nửa kia tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim không nên độc đoán về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có mộc khác với thổ, cho nên cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và con cái của mình lại không được mấy hòa hợp và bạn tuổi Mão có thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng giận vì con cái của mình không chịu nghe theo lời mình Tuy nhiên, bạn đừng có vội mắng con cái trước hết, cần phải nghe con cái giải thích đã bạn tuổi mão nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mão, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra những cái sự mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều cái quan điểm không trùng hợp. Và bạn tuổi mão, bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn để sẵn sàng lắng nghe những cái điều người ấy nói, chứ đừng có khăng khăng với ý kiến của mình nhé. Tuy nhiên, về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mạo trong ngày chủ nhật này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ cái điều này giúp cho bạn mệnh tuổi mão tạo dựng được uy tín của mình bạn là chỗ dựa cho nhiều người xung quanh nhờ tài năng của mình mà bạn hoàn toàn có thể đưa cả tập thể tín tới cái sự thành công nhanh hơn nữa đó nhá và tử vi tuổi ất mão thuộc thủy lắng nghe con cái tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dễ nội nóng tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ bất đồng quan điểm với nửa kia tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tạo lập uy tín tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần cởi mở hơn về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn á xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi thìn bạn đang có cái điểm báo dễ gặp trục trặc trong cái công việc của mình và bạn tuổi thìn bạn có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân trong ngày nhưng bạn cần nhớ là chớ có nóng nảy, bạn phải bình tĩnh để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra ai là người đúng, ai là người sai bạn tuổi thìn nhé. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn, ngày này bạn nên tránh những cái hoạt động như là tranh chấp, kiện tụng. Vì vậy, bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến cho những cái mâu thuẫn trong tập thể có thể thêm sâu sắc hơn. Và nếu có thể, hãy giải quyết theo cái biện pháp hòa bình thì tốt nhất bạn tử thìn nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tử thìn, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng vì vậy, bạn mệnh tuổi thìn nên cần phải tâm sự những cái điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất. Nhiều người cùng nghĩ thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn hơn rất chi là nhiều bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họa vướng họa tiểu nhân, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ công việc trục trặc từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên kiện tụng tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tâm sự với nửa kia tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tìm cách giải quyết vấn đề đoạn về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây họa cái điều này ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã hội của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay nhé và tị, bạn tuổi tỵ bạn dễ nhận phải cái sự nghi ngờ của đồng nghiệp hãy dùng thực tế để chứng minh cái sự trong sạch của mình nữa bạn tuổi tỵ nhé trong ngày này, đối với bạn tuổi tỵ nếu như là bạn làm lãnh đạo, bạn có thể là người thẳng thắn và có được cái sự quyết đoán. Tuy nhiên, bạn sẽ dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm vì quá nóng vội. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mạnh tuổi tỵ là bạn hãy lắng nghe những lời người xung quanh nhiều hơn bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ ạ, Ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ lại có phần được tốt đẹp. Bạn tự tỵ và nữ kia rất chi là hòa hợp với nhau, đôi bên thường tâm sự với nhau nhiều việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà, cả hai càng ngày càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nữa đoạn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, đồng nghiệp nghi kỵ, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, chứng minh bản thân, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, quyết định nóng vội, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, học cách lắng nghe, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, vợ chồng thấu hiểu. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, năm sao, quân số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ Xin tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay với bạn rất dễ mất bình tĩnh khi bạn đang chịu tác động của cục diện ngộ hành tương hại gây ra nhé. Và bạn tuổi ngọ, bạn tô tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng tô tát gì, cái điều này khiến cho mọi người không muốn tiếp xúc nhiều với bạn đâu đoạn. Bạn tự ngọ trong ngày Chủ nhật này, bạn thiếu đi cái sự kiên nhẫn cũng khiến cho bạn mệnh dễ dàng gác lại những cái công việc khó khăn đang quản giang dở và bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục bởi nếu như bạn dừng như vậy thì càng lúc càng thấy ngại cho công việc khi bắt tay vào việc mà thôi đó bạn tự ngọ nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, bạn mệnh cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn hãy lắng nghe và trò chuyện nhiều hơn với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể như vậy. Có đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh, bạn mới không phải lo lắng mỗi khi đối diện với những cái khó khăn, thách thức trong cuộc sống, trong công việc bạn tự ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, dễ mắt bình tĩnh, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy bị xa lánh tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa dễ bủa cuộc tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ lắng nghe và giao tiếp nhiều hơn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc không nên tự cô lập mình luận Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 Số 3. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi ạ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn trong ngày hôm nay bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất xịu mùi cho nên với bạn tuổi mùi đang có cái sự tự tin thái quá và bạn mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc này chị muốn là người dẫn đầu và cái điều này rất có thể sẽ làm cho bạn tuổi mùi gặp nhiều rắc rối đó nhá với bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, bạn cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp gây tổn thương cho người nghe đó bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi mùi cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu những cái ý kiến của người khác. Những cái suy nghĩ bảo thủ đôi khi khiến cho mọi việc với bạn trở nên khó giải quyết hơn rất chi là nhiều. Và bạn cần phải học cách suy nghĩ đa chiều hơn bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tự tin thái quá, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, chú ý cách ăn nói, từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tổn thương người khác tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tiếp thu ý kiến tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc gặp nhiều rắc rối đoạn vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao quân số may mắn số 2 số 8 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hợi tuổi ngọ từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên đối với những bạn tuổi thân đang quản độc thân thì rất chi là đào hoa trong ngày hôm nay nhờ bạn tính hài hòa hài hước của bạn mệnh mà dễ dàng nhận được cái sự chú ý của những người khác phái Đây là cái cơ hội tốt để cho bạn tuổi thân mở rộng cái mối quan hệ của mình nhé. Trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tự thân, những người đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng một bầu không khí rất chi là hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình. Bạn có chủ trương ai có cái vấn đề gì thì nên tâm sự với cả nhà ngay. Sau đó, mọi người sẽ cùng tìm cách giải quyết sao cho thích hợp, hợp tình hợp lý đó bà tự thân nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tự thân, ngày này bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chia chở. Cái điều này báo hiệu tin vui về cái cuôn đường tài lộc cho bạn tự thân trong ngày hôm nay. Nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do thì bạn có thể tìm được một cái khoản đầu tư trị vọng hoặc là những cái mối quan hệ hợp tác làm ăn rất đáng quý giá nhé. Đây có thể là cái đòn bẩy giúp cho bạn mệnh tuổi thân tiến nhanh hơn trong tương lai của mình. Đó. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đào hoa vượng sắc, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa gia đình hòa hợp, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ thích hợp đầu tư, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đối tác trị vọng, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim gây ấn tượng tốt nhé. Về đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày Chủ Nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ Vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tị dậu xỉu cho nên với bạn tuổi dậu dễ dàng tạo lập được uy tín nhờ vào kinh nghiệm của bản thân mình cái điều này khiến cho mọi người xung quanh kính nể bạn và bạn tuổi dậu nhờ có tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà bạn mệnh có thể hướng mọi người đi tới cái sự thành công nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi dậu trong ngày Chủ nhật này, bạn cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của bản thân mình và khi đứng trước cái cơ hội, bạn cần phải suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quá đâm đầu vào những việc mà với các khả năng của mình chưa nắm chắc bản tuổi Dậu nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về hướng tốt như là hướng hỷ thần và hướng tài thần là hướng Tây Nam. Hai cái hướng này khiến cho mọi việc với bạn tuổi Dậu tiến trị một cách thuận lợi hơn và bạn mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu chọn hướng tốt thích hợp với mình đối bạn tuổi dậu nhé. về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tạo lập được uy tín, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên hiếu thắng, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ suy tính kỵ càng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên mù quáng, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nhìn xa trông rộng. Đó. về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất, chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tử tuất á tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tử tuất bạn đang quá thẳng thắn trong ngày hôm nay dù cái mục đích của bạn mệnh là tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những cái phản tác dụng trái chiều với bạn và bạn tử tuất bạn cần phải chú ý tới cách diện đạt của bản thân mình bạn tử tuất nhé trong công việc của bạn tuổi tuất ngày chủ nhật này, bạn dễ gặp phải trở ngại. Tuy nhiên, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu một mình không thể giải quyết được vấn đề, thì đừng có ngại ngần xin cái sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh mình bạn tuổi tuất nhé. Và trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất lại có phần được tốt đẹp, gia đình luôn là bến đỏ bình yên đối với bạn mệnh tuổi Tuất và bạn có thể tâm sự mọi điều với nửa kia của mình. Dù hai người có đưa ra được cái cách giải quyết hợp lý hay là không thì bạn cũng đã cảm thấy rất chi là nhẹ nhuộm ở trong người rồi đối với bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ gây phản ứng trái chiều từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên đầu hàng từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nhờ sự giúp đỡ từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tâm sự với nửa kia về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao. Quân số may mắn, số 4, số 6, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này nhờ có chính quan phù trợ cho nên công việc với bạn tuổi hợi đang có được những cái bước tín rất chi là rõ ràng và bạn tuổi hợi bạn nhận được cái sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp Nhờ thế mà, cho dù bắt tay vào làm việc gì đi chăng nữa, bạn cũng được mọi người ủng hộ rất chi là nhiệt tình luôn nhé. Với bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, bạn mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên lại rất dễ rơi vào tình trạng bạo thủ và cứng nhắc. Và bạn tuổi hợi, bạn cần phải lắng nghe ý kiến của mọi người kỹ càng trước khi định phản bác bất kỳ cái điều gì. Và với bạn, bạn đã vô tình có người chỉ cho bạn được cái con đường đi đúng đắn rồi đó bạn tuổi hợi nhé. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn mệnh và nữ kia dễ gặp phải trục trặc trong cái chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công việc phát triển, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, đồng nghiệp tin tưởng, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, nhiều người ủng hộ, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, suy nghĩ bảo thủ, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, mâu thuận với nửa kia. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé xin chào và hẹn gặp lại